Vừa qua, chương trình hộp thư truyền hình có nhận được đơn thư của ông Trần Ánh Sáng, ngụ phường 11, thành phố Vũng Tàu, đại diện theo sự ủy quyền của ông Lê Văn Niên và bà Nguyễn Thị Biếu. Ông Sáng trình bày theo quyết định số 94 ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hủy bản án dân sự phúc thẩm số 03 ngày 21 tháng 1 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và bản án dân sự sơ thẩm số 51 ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, giữ nguyên đơn là ông Lê Văn Niên, bị đơn là Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu thụ lý vụ án này từ ngày 6 tháng 10 năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vụ việc ra xét xử. Ông Sáng thân mến, nội dung đơn thư của ông được chuyển đến Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu. Ông liên hệ tòa án để được xem xét giải quyết. Thân mến chào ông. Chương trình hộp thư truyền hình nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Phong ở thị trấn Lộc Điền, huyện Đông Điền, phản ánh về việc bà Phạm Thị Lắm xâm chiếm mồ mả tổ tiên của gia đình ông. Về vụ việc này, Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Điền đã gửi văn bản số 280 ngày 16 tháng 4 năm 2021 báo cáo giải quyết đơn của ông Phạm Văn Phong, ngụ tại khu phố Long Bình, thị trấn Lộc Điền, gửi Ủy ban nhân dân huyện Lộc Điền. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Điền đã xác minh và tiến hành hòa giải hai lần nhưng không thành. Đến ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị trấn Long Điền đã bàn giao hồ sơ tranh chấp cho ông Phạm Văn Phong để ông gửi đến cơ quan chức năng tiếp tục xem xét giải quyết. Giải ý trao đổi cùng ông, thân mến chào ông. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Đơn thư của quý vị xin gửi về chương trình hộp thư truyền hình, ghi rõ địa chỉ: chương trình hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán giả cũng có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 02543 636 666 hoặc fanpage khán giả VBRT. Trong thư gửi về đài, quý vị ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi thêm thông tin. Thân ái chào tạm biệt.